ơn anh chị em hôm nay tổ chức sinh nhật cho anh trai Sasa. Thì anh trai Sasa sẽ gửi tới quý vị anh chị như các bạn một ca khúc rất quen thuộc, và cũng để cảm ơn cái tấm lòng và tình tình của quý các em đã tổ chức sinh nhật cho ca sĩ Sasa. Vâng, xin mời ca sĩ Sasa lên sân khấu ạ. Sasan ở đây xin tạo cả chị em trong câu lạc bộ. Sasan với sự cảm động ngày hôm nay được trong cái chủ quán Lily Quốc Phê Music Modelo, một toàn thể các anh chị em hội viên của các câu lạc bộ Modelo trong thành viên đã tổ chức mừng sinh nhật tròn 60 tuổi cho Sasan ở đây. Một lần nữa Sasan xin gửi lời chúc các anh chị em và nhân ngày vui kỷ niệm lần thứ 60 ngày sinh nhật của Sasa. Sasa xin gửi tới tất cả anh chị em bài hát ngày chủ nhật tươi hồng. Vâng, xin cảm ơn ca khúc của nghệ sĩ Sasa rất nhiều.